Vâng, em lại về siêu phẩm Kia Morning thần thánh bản SLX nhập khẩu đời 2010. Kia Morning SLX 2010 màu trắng, nhập khẩu nguyên chiếc bản nội địa Hàn Quốc. Xe cực kỳ đẹp. Xe là xe mộc, vừa về đến cửa hàng xong. Em chưa rửa dọn gì cả. Với cái loại thần thánh này nó là về độ lanh này, độ lì của xe này, rồi thì giữ giá thì em này đều đáp ứng được hết. Cái loại này chỉ có đổ xăng và thay dầu và đi thôi. Máy rất chắc. Đời này là động cơ 4 máy nha, không như đời mới là động cơ 3 máy thôi. Loại này thì là không còn gì để mà chê nữa rồi, bởi vì là thương hiệu nó nói lên tất cả rồi. Rất chi là đẹp. 2010. Nhập khẩu nguyên chiếc bản nội địa Hàn Quốc. Hàng này hàng gọi là hàng ngon bổ rẻ đấy. Với những chiếc này thì mua cho chị em đi thì rất chi là hợp lý. Vì nó lành, nó không hỏng hóc cái gì cả, cho nên chị em đi nó yên tâm. Chỉ có để ý là thay dầu, đổ xăng thôi. Thay dầu động cơ và đổ xăng thôi. Không có gì phải suy nghĩ cả. Kia Morning SLX 2010 bản nhập khẩu. Nội thất của chiếc xe, vì là xe là mới về, xe mộc, cho nên là nó không được sạch đẹp cho lắm, nhưng mà được một cái là nó rất chi là thật mắt, mọi người xem là chuẩn nhất. Đây, ghế của nó đây. Đây, ghế lái đây. Nó không được sạch thôi, nhưng mà nó là chất thật. Xe chất. Nó còn bẩn đây. Bẩn nguyên, vô lăng đây. Xe không phải nghĩ gì cả. Cái loại này thì về chỉ có đổ dầu, à đổ xăng và thay dầu rồi đi đây. Táp lô rất mới, không xước sát gì cả. Đảm bảo cho mọi người là cột kèo nguyên bản hết nha. À, anh này anh lắp cái quả màn hình Android kết nối internet các thứ này. Màn hình xịn sò phết đấy. Bản này thì có xây ghế rồi nhé mọi người nhé. Đấy, xây ghế hai bên này, điều hòa tự động này. Đấy, điều hòa tự động, trang bị hộp số 4 cấp. Đấy, có cả tì tay này. Đấy, bản đủ nhé mọi người nhé. Điều hòa tự động này chứ không phải là điều hòa cơ đâu. Đấy, đây, hàng ghế sau đây. Phải nói thật là xe nó còn bẩn, nhưng mà xem thế này nó thật mắt, không có gì phải nghĩ cả. Những cái này thì mình dọn là nó lên hết thôi, nhưng mà xe vừa mới về đến cửa hàng thì em quay lên cho mọi người dễ nhìn. Nếu mà ai có nhu cầu mà thích mua xe mà mộc, chất xe nó xem thật mắt nhất thì mời đến cửa hàng 79 Phạm Hùng bên em. Những cái này thì nếu mà ai có nhu cầu thì em vẫn dọn lại bình thường nhé. Em vẫn sẽ đi dọn dẹp bình thường. Có thể mua là như thế này thôi, nhưng mà thích xem này thì em để xem cho mọi người xem như này.
Nhưng mà đến lúc mà mọi người khi đã chốt giá xong ấy thì em có thể là đi dọn theo yêu cầu của mọi người, làm sao những xe nó đẹp nhất. Đây, xe vẫn đầy đủ hết đồ nghề này, kích lốp sơ cua này, đầy đủ hết. Ghế này thì gập 46 được nhá, hàng ghế thứ hai nhé mọi người nhá. Đây để em gập cho mọi người xem, chỉ có móc cái lẫy này lên thôi, lật xuống thôi, rất nhẹ nhàng, chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Đấy. Đây. Bên này cũng vậy, chỉ móc cái này lấy này lên thôi, gập xuống. Đấy. Đấy. Còn nếu muốn muốn gập sâu hơn nữa thì phải nhấc cái ghế này lên. Nhấc cái ghế bên dưới này lên. Đấy. Đây. Này. Đấy, muốn gập thẳng nữa thì phải gấp cái ghế kia lên. Gấp cái mặt dưới của ghế lên. Đây, mặt này. Gấp lên. Thì sẽ tạo được mặt phẳng. Thì là đấy. Đấy, sẽ tạo được mặt phẳng. Còn nếu mà không muốn gấp như thế thì mình không cần thiết. Đấy. Đấy, gấp lên như thế này thì mình sẽ gấp được mặt phẳng. Còn không thì nó chỉ gấp được 46 như ghế bên kia thôi. Đấy. Còn cái này đơn giản thôi, mình chỉ cần cho chéo lên cái này đút vào thôi, ấn xuống này. Đấy. Đấy. Ghế lật lên là xong thôi. Để quay lại phần phía trước cho mọi người xem. Đây. Táp lô vẫn còn mới nguyên, không có cái vấn đề gì cả, không có xước sát. Bác chủ này rất chi là giữ xe đấy ạ. Chứ không là cứ để đồ đạc linh tinh rồi vứt lên trên đấy là xước hết. Xước hết táp lô. Đấy, xe rất chi là đẹp. Đây, là răng này. Là răng 15 inch nhá. Vừa thay dàn lốp. Mới tính con luôn. Đấy. Vừa thay dàn lốp mới tính con. Chỉ có về là chỉ có việc đi thôi. Không có phải làm gì hết với chiếc này. Những cái bẩn này thì bọn em sẽ chắc chắn là sẽ dọn thôi. Quay phần động cơ cho mọi người nhé. Đây, động cơ của nó đây, hoàn toàn là xe mộc nhé, chưa có dọn dẹp gì. Đấy. Xe thì đảm bảo cho mọi người là không có bị tai nạn, lặng rồi thì cột kèo nguyên bản hết nhá. Đấy. Máy móc thì không có gì phải nghĩ cả. Đây. Máy móc này. Em nhìn thấy để em quay gần được ốc chân máy này. Đấy, ốc một máu này. Máy này vẫn nguyên hết. Các ốc cầu vô này. Đấy. Yên tâm luôn là về máy móc là nguyên bản hết nhá mọi người nhá. Đấy, ốc vô này. Không có gì phải suy nghĩ cả, đảm bảo cho mọi người là máy móc nguyên bản nhé, cột kèo máy móc nguyên bản. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nhé.
mời mọi người đến cửa hàng bên em số 79 đường Hoàng Hùng để xem xe cụ thể nha. Xe thì không có gì phải nghĩ cả, con này kể cả mua cho bố vợ cũng ok, không phải nghĩ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại nha.